Bên đây nè, cung sạc nè, cái này là cung sạc nè. Cung sạc. Đây là micro. Micro dễ hứng rồi. Bỏ qua bên. Đây là sách hướng dẫn. Rồi đây là cái lo. Đó là lo phun hủ các bạn. Mua beo. Mở phóng ra. Lo giá rẻ. Chính hãng, mua beo. Bây giờ mở máy lên, mở nguồn lên lúc nào? Mở nguồn máy trước. Mở nguồn trước hay sao đây? À, trước. Có đèn led nữa nè. Mở nguồn. Mở nguồn không nghe tiếng động. Hết pin nữa ta. Hình như cái này có pin không ta, hay là sạc vừa sạc từ tiếp ta? Chết bà, bữa không có nghiên cứu rồi. Bây giờ lại lấy cái này. Ly test đi, Ly thử mở nhạc nghe đi. Đang giúp nói. Nó được đó. Nó không có nghe tiếng, nó cũng đỡ ồn. Mỗi lần nghe là lo Bluetooth mở lên cái nó nói tiếng Trung Quốc. Em gái đang test lo.